Xin chào quý vị và các bạn đã tới với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. 6 nạn nhân nghi là người Việt chết trong khách sạn tại Bangkok, Thái Lan. Theo cảnh sát Thái Lan, 6 nạn nhân được phát hiện tại khách sạn Grand Yas Irrawan ở khu Ratchaprasong, một trong những khu trung tâm thương mại lớn của Bangkok. Tối ngày 16 tháng 7, kênh truyền hình Nation TV dẫn lời cảnh sát Bangkok cho biết 6 nạn nhân được phát hiện tại khách sạn Rangyat Irawan ở khu Ratchaprao Thiếu tướng Teradi Thamsuti, người đứng đầu vụ điều tra thuộc Sở Cảnh sát Bangkok, nói với Nation TV, các nạn nhân trong vụ việc bao gồm ba nam và ba nữ đều là người nước ngoài. Qua điều tra sơ bộ, tất cả đều là người gốc Việt, trong đó có nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Cũng theo tướng Teraudi Thamsuthi, qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, nhiều khả năng các nạn nhân bị đầu độc trong trà hoặc cà phê, nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được xác định. Hiện cảnh sát Bangkok vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Trung tướng Bultitit Sen Sen, quỹ viên cảnh sát Bangkok, cung cấp thêm thông tin cho biết khám nghiệm hiện trường không có dấu hiệu giằng co. Các thi thể được tìm thấy tập trung lại và ở trong cùng một căn phòng, trừ một người được phát hiện ngoài phòng. Phòng này vốn phải trả trong hôm nay, ngày 16 tháng 7, và các hành lý đã được đóng gói. Sau khi có thông tin về vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Setak Thavisin đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Hãng tin Martinson ban đầu cho biết đã xuất hiện báo cáo về vụ nổ súng tại một khách sạn sang trọng ở quận Rapchaprasong của thành phố lúc 19h30 giờ địa phương. Theo các nhân chứng, 5 người được tìm thấy tử vong trong phòng khách sạn và một người được tìm thấy bên ngoài. Tuy nhiên, Martinson sau đó đã đính chính lại thông tin trên, cho biết nguyên nhân tử vong là do đầu độc theo hãng tin reuters các nạn nhân đều là công dân việt nam trong khi đó một số nguồn tin khác cho biết trong số các nạn nhân có một công dân mỹ một quan chức cảnh sát cũng bác bỏ thông tin trước đó trên truyền thông Thái Lan rằng 6 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng, không có dấu hiệu của một vụ nổ súng, quan chức này nói với Shilter mà không giải thích thêm. Ratchaprasong là khu mua sắm giải trí nằm cạnh khu Siam nổi tiếng, nơi tập trung nhiều trung tâm mua sắm lớn như MBK Center. Năm ngoái một thiếu niên đã bị bắt sau khi bắn chết hai người nước ngoài tại trung tâm thương mại Simsa Paragon ở Bangkok cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại